vui được chào đón ngày mới cùng quý vị trong bản tin thời tiết 6 giờ sáng nay, ngày 4 tháng 8. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng nay, rãnh thấp gây mưa đang suy yếu chậm dần, nên những cơn mưa vừa, mưa to cũng có xu hướng giảm dần tại các tỉnh thành Bắc Bộ. Trong đêm qua, ở khu vực Tây Bắc và ven biển Quảng Ninh cho đến Hải Phòng còn có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng từ 30 cho đến 50mm, cá biệt có nơi trên 50mm. Nhưng đến ngày hôm nay, lượng mưa phổ biến trên toàn khu vực Bắc Bộ sẽ chỉ còn dao động từ 10 cho đến 30mm. Mặc dù cường độ mưa có xu hướng giảm dần, tuy nhiên trên nền đất yếu sẵn thì dù chỉ là những cơn mưa rào có lượng vài chục mm cũng đủ để gây nên những hiện tượng thiên tai khó lường. Do vậy, bà con tại các tỉnh vùng núi phía Bắc bao gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng và Lạng Sơn tiếp tục chủ động ứng phó với lũ quét, sạt lở đất và nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông suối, ngập lụt đô thị ở các tỉnh ven biển như là Quảng Ninh, Hải Phòng và Thái Bình. Trời còn nhiều mây và vẫn có mưa, nên nền nhiệt ngày hôm nay ở cả phía Tây lẫn phía Đông của Bắc Bộ đều duy trì ở mức nhiệt thấp từ 27 cho tới 29 độ, tiết trời mát mẻ. Với miền Trung, tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh, trong đêm qua cường độ mưa đã giảm bớt hơn so với những ngày trước. Sang ngày hôm nay trời vẫn còn mưa với lượng dao động từ 5 cho đến 10mm, cùng nền nhiệt độ mát mẻ, cao nhất ngày cũng chỉ từ 28 cho đến 30 độ. Với các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi, ngày hôm nay trời tạnh ráo, ban ngày sẽ hửng nắng nhẹ và nhiệt độ trưa chiều tăng lên từ 29 cho đến 32 độ. Nơi có thời tiết ổn định nhất trên cả nước là khu vực các tỉnh từ Bình Định cho đến Bình Thuận. Tại đây trời có mây thay đổi, không mưa ngày nắng và nền nhiệt độ cũng tăng hơn với các nơi khác, cao nhất ngày dao động từ 32 cho đến 34 độ. Với các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày hôm nay toàn khu vực chịu sự chi phối đơn thuần của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên mưa dông cục bộ có lượng khá nhưng mấy ngày đầu tháng sẽ ít có cơ hội xuất hiện. Ban ngày trời có nắng gián đoạn, thời tiết vẫn khá ổn định trong khoảng từ giờ cho đến 15 giờ chiều với mức nhiệt cao nhất trưa nay ở khu vực Tây Nguyên là 26 cho đến 30 độ, còn ở Nam Bộ là 30 cho đến 32 độ. Sau đó, mây dông sẽ kéo đến và cho mưa rào rải rác trên khu vực. Lượng mưa ước tính sẽ chỉ dao động từ 5 cho đến 10mm. Cá biệt tại Nam Tây Nguyên và một vài nơi thuộc miền Đông Nam Bộ, xấp xỉ từ 20 cho đến 30mm. Cuối cùng là những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, ngày hôm nay ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, mưa chủ yếu xảy ra ở một vài nơi, gió thổi cường độ trung bình yếu nên không gây nhiều trở ngại cho các hoạt động hàng hải. Trong khi đó, thì khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Các tàu thuyền cần cảnh giác với tố, lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa dông. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là suốt từ những ngày cuối tháng 7 đến nay, đợt mưa lớn đã trút xuống các tỉnh miền Bắc gây ảnh hưởng nặng nề. Từ ngày hôm nay, mưa dông sẽ bắt đầu có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, người dân ở vùng núi Bắc Bộ vẫn cần chú ý đề phòng với sạt lở đất và lũ quét. Với các tỉnh miền Trung, mưa chỉ còn xuất hiện vào đêm và sáng ở các tỉnh phía Bắc, nhiệt độ bắt đầu tăng dần. Còn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác vào lúc chiều tối và đêm, đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết 6 giờ sáng nay. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.